Đến với bài học này thì Mai Phan sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt các khuôn mặt để chúng ta có được cách trang điểm phù hợp nhất đối với khuôn mặt của mình. Đến với cách nhận biết khuôn mặt vuông. Đối với khuôn mặt vuông thì có một cái đặc điểm mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được, đó chính là phần xương quai hàm. Cái phần xương quai hàm này sẽ đẩy ra hai bên nhiều hơn, thậm chí nó có thể đẩy ra ngoài vuông góc và nhiều hơn cả phần xương gò má. Tiếp theo chính là cái phần cằm hơi ngắn và phần trán thì cao vuông góc. Và với khuôn mặt như thế này thì chúng ta sẽ phải có cách trang điểm phù hợp như thế nào thì Mai Phan sẽ hướng dẫn cho các bạn ở bài học sau. Và chúng ta sẽ đến với cách nhận biết khuôn mặt tròn. Đối với khuôn mặt tròn thì là một khuôn mặt mà có tỷ lệ dài rộng gần tương xứng như nhau. Với khuôn mặt như thế này thì hai bên xương hàm không hề góc cạnh và rất là tròn trịa mềm mại. Những bạn mà có khuôn mặt tròn thì thường là rất là dễ thương. Và chúng ta sẽ đến với cách nhận biết một khuôn mặt góc cạnh hay còn được gọi là một khuôn mặt có hình dáng kim cương. Với khuôn mặt này thì đặc điểm đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng là đó là một khuôn mặt có cái phần cằm hơi nhọn một chút và phần hai bên gò má sẽ đưa ra nhiều hơn phần xương hàm hẹp. Cộng với phần trán thì hai bên đỉnh trán sẽ thu hẹp hơn một xíu. Đối với những bạn gái mà có khuôn mặt với hình dáng kim cương thì được biết rằng là những bạn gái như thế này có cá tính rất là mạnh mẽ và thông minh. Chúng ta sẽ đến với cách nhận biết khuôn mặt dài. Khuôn mặt dài thường có tỷ lệ chiều dài lớn hơn chiều rộng và chúng ta sẽ thấy rằng các điểm như là vùng trán kéo xuống hai xương gò má, xuống đến hai bên xương hàm có tỷ lệ tương đương như nhau. Chúng ta sẽ đến với cách nhận biết gương mặt tam giác. Gương mặt tam giác là một gương mặt mà chúng ta rất là dễ dàng nhận biết được bởi gương mặt này có một đặc điểm là phần trán hơi hẹp hơn so với khuôn mặt, phần gò má và xương hàm thì rộng hơn. Và chúng ta sẽ đến với cách nhận biết gương mặt trái xoan. Đối với gương mặt trái xoan thì là một gương mặt có tỷ lệ rất là chuẩn và khá là lý tưởng. Đối với gương mặt này chúng ta sẽ thấy rằng có một cái phần cằm rất là vừa vặn, nhỏ hơn phần xương gò má và xương hàm. Và gương mặt này là một gương mặt mà phù hợp với rất là nhiều các phong cách trang điểm cùng với những kiểu tóc. Và Mai Phan đã hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết các kiểu khuôn mặt xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.